ai sinh ra trong đời cũng có một quê hương. Nơi ấy là cội nguồn, là xuất xứ của bao dòng tộc. Dù đi đâu, về đâu, nhưng nơi ấy vẫn là nơi để lòng ta hướng về, để nhớ, để thương, để ghi lòng tạc dạ, để tự hào và yêu mến. Vào những ngày đầu xuân, khi tiết trời ấm lại, cũng là dịp để những người con xa quê về thăm lại cố hương. Vẫn dòng sông Bồ xanh trong êm ả uốn quanh, bao bọc chở che những xóm làng hiền hòa, nồng ấm tình quê. Phú Lương chỉ cách thành phố Huế chừng hơn 7 km. Ngày trước, đường xá cách chợ thấy xa là vậy. Bây giờ con đường dải nhựa chạy dài đến tận trong làng đã rút dần khoảng cách. Có biết bao sự đổi thay trên miền quê dấu yêu này, nhưng cây đa cũ, bến đỏ xưa vẫn còn in dấu cũ, tấp nập ngược xuôi. Bến đình làng ngày nào, theo hướng xuôi dòng sông Bồ, tới ngã Ba Sình, rồi lại ngược dòng sông Hương để đưa người Phú Lương theo con đỏ lên dinh. Giờ tuy đường bộ đã thuận tiện hơn nhiều, nhưng bến đỏ vẫn còn đó, chuyên chở thông thương người dân các xã Hương Toàn và Phú Lương, Quảng Thành qua lại mua bán. Chợ Phú Lương nhóm họp vào buổi chiều, còn chợ Hương Cần lại đông vào buổi sáng. Theo sách Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An, ngược dòng thời gian, vào năm 1306, hai châu Ô, Rí được trở về với dân tộc Việt. Nhưng mãi cho đến năm 1353, khi quan đại thần Trương Hán Siêu vào trấn giữ, thì vùng đất này mới tạm bình yên. Trong thời gian này, ông cho mở thông đường Thiên Lý Bắc Nam nối liền thành Hóa Châu với kinh thành Thăng Long. Đồng thời, ông đưa dân miền Thanh Nghệ vào khai phần vùng đất mới, lập làng, mở chợ dọc theo tuyến đường này. Làng Đan Lương thuộc huyện Đan Điền được thành lập từ đó đến nay hơn 600 năm. Sau này mới đổi tên là làng Phú Lương thuộc huyện Quảng Điền bây giờ. Chợ Đan Lương hay còn gọi là chợ cầu vì phía đông chợ có con sông nhỏ có cây cầu Đan Điền bắc qua. Cây cầu này vốn nổi tiếng một thời, có mái tre, mái cầu cong nhô ra tựa cá kình quay lưng trên sóng. Người qua cầu không ngại nắng mưa. Nơi đây luôn tấp nập người ngựa. Có lữ khách khi ngang qua đây đã cảm giác lâng lâng như dạo gót cõi tiên. Đây là chiếc cầu quan trọng ở Ô Châu. Nay cây cầu mái tre không còn nữa, sau nhiều lần tu sửa, giờ là cây cầu đúc xi măng. Chợ cầu nổi tiếng xưa nay trở thành chợ làng, nhưng ký ức vẫn còn đọng lại trong các câu hò nhớ nhung hoài cảm của người con gái Phú Lương khi phải xa quê vào kinh để làm hoàng hậu, và vẫn được lưu truyền cho đến bây giờ. Mỗi lần nói đến Phú Lương thì chúng tôi lại cảm thấy có một câu ca dao từ bao đời đây xúc động lòng người. Không đi thì nhớ chị Hương, mà đi thì nhớ Phú Lương chợ cầu. Không đi thì thạm thịt sầu, mà đi nhớ chợ cầu Phú Lương. Thì câu đó từ bao đời rồi, từ khi chúng tôi sinh ra cũng đã nghe cha mẹ truyền cái câu đó. Và mỗi lần đi dưới đò hay là về làng đây, nghe các cháu ru con, các cháu mẹ ru con ạ, thì lòng chúng tôi cũng là rất bồi hồi. Là vì mình xa quê hương, vì cha ông ta hồi xưa đặt chữ Phú Lương, mà người ta nói cái làng này là giàu không phải giàu về tiền vì của, mà giàu về cái tình thương. Thì bao đời nay dân trong làng chúng tôi rất là hiền lành, rất là thương yêu nhau. Mà những cái lăng tẩm, những cái gì thời xa xưa vẫn giữ được cái truyền thống của là người xưa. Và bây giờ con cháu ở trong làng này cũng thấy học giỏi và lao động cũng giỏi, và các cái chính sách của đảng thi hành cách rất là nghiêm túc. Ngay dưới dốc chân cầu hiện vẫn còn lưu giữ một tấm bia đá nhám. Mặt bia có khắc chữ hình con giun và một tấm bia tương tự ở ngay góc chợ. Đây là những dấu tích của thành Hóa Châu. Bên cạnh có an ngũ hành thờ vũ trụ giáo,
năm tố chất tạo ra muôn loài: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Quả thật, ở một làng quê nhỏ bé như Phú Lương, nhưng vẫn còn lưu giữ nhiều di tích văn hóa, lịch sử, nhiều địa danh của làng đã đi vào tiềm thức của các bậc cao niên trong làng, được truyền tụng lại cho con cháu và xem đó là niềm tự hào của làng quê mình. Trước đây, ông bà tổ tiên xây dựng một ngôi làng rất là đẹp. Đầu làng thì đình làng, giữa làng thì có miếu thờ Văn Thánh, Đức Khổng Tử. Còn cuối làng thì là có một ngôi chùa rất là lớn. Đình làng trở mặt ra được sông Bồ. Xung quanh làng thì là một cánh đồng phì nhiêu. Cho nên cái cảm tình của chúng tôi đối với quê hương, mà đối với phong cảnh, đi đâu chúng tôi vẫn nhớ cái cảnh bố trí của làng Phú Lương có nhiều cái cảnh rất là đẹp. Chúng tôi thì cũng về đây thì cũng thấy là rất là hoan nghênh cái tinh thần đoàn kết của nhân dân trong làng, đổi mới cùng nhau để mà xây dựng lại quê hương. Và chúng tôi cũng có cái nguyện vọng là bây giờ là cố gắng để giữ gìn lại về làng được, đã đăng ký được xây dựng làng văn hóa, mà với các cái cơ sở vật chất của làng ngày càng đổi mới thế này, chúng tôi rất vui mừng. Cũng có cái nguyện vọng là chúng tôi là tuy xa nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi cũng luôn luôn nhìn hướng về quê hương. Cánh đồng sau làng gọi là Bầu Hiến, ở giữa có một bụi tre mọc lên, kế bên có hai cánh đồng liền kề như quyển sách đang mở ra, cùng với cây bút và nghiên mực. Theo tục phong thủy xưa là đất phát văn, vì thế ở làng có nhiều người đỗ đạt làm quan. Thực tế đã có nhiều văn tài võ tướng người Phú Lương được phong tước vị trong thời kỳ dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Dưới thời nhà Trần 1225 đến 1400, có ngài Tổ Họ Phan được sắc phong phụ quốc thượng tướng quân, cẩm y vệ, đô chỉ huy sứ, ban tước đạt quốc công, nay vẫn được thờ tự ở nhà thờ họ Phan. Thời nhà Lê có Trần Thiên Tuế được sắc phong nhập nội Bình Chương quận quốc. Thời nhà Mạc có ngài Phan Gia Mô được phong chánh linh, ban tước An Trường Bá. Hiện vẫn còn dấu tích của miếu thờ ngay đầu làng. Dưới triều Quang Trung có Phan Gia Trường được phong đô đốc thủy quân. Đến triều Minh Mạng có Lê Thế Phát được sắc phong tráng dũng tướng quân, có con là Phò Mã, đô úy Lê Thế Ngô lấy công chúa Cảm Đức, con vua Minh Mạng. Nay ngôi mộ của công chúa vẫn còn lưu giữ ở Phú Lương. Đến triều Tự Đức có Phan Đình Bình, đậu tiến sĩ, được sắc phong Tả Quốc Huân Thần, Vinh Lộc Đại Phu, Văn Minh Hiện Đại Học Sĩ, ban tước Phủ Quốc Công. Con cụ Bình có bà Phan Thị Điều được sắc phong Hiếu Minh Huệ Hoàng Hậu. Bà là mẹ vua Thành Thái và là bà ngoại của vua Duy Tân. Thời thơ ấu, vua Thành Thái đã sống với mẹ ở quê nhà Phú Lương. Năm 1885, vị vua tương lai đã sớm nhận ra nỗi khổ của người dân mất nước, nên khi lên ngôi vua, ông đã tỏ thái độ chống Pháp quyết liệt. Ảnh hưởng đến đời con là vua Duy Tân, đã dám bỏ cả ngai vàng làm cuộc khởi nghĩa Duy Tân đánh Pháp. Nay lăng mộ cụ Bình vẫn còn ở làng Phú Lương, vì thế ở đây có những địa danh được lưu lại như đường ngự vào lăng. Ngay đầu làng có trụ voi, là nơi có một con voi trong đoàn voi đưa vua về thăm làng ngoại, bị sa lẩy chết và được chôn tại chỗ. Đến nay trong ngôi chùa Hương Từ ở cuối làng còn lưu giữ hai quả chuông đồng cổ, một từ thời vua Minh Mạng và một do mẹ vua Thành Thái cúng dâng chùa. Với những di sản, những tinh hoa văn hóa mà cha ông để lại, một điều dễ cảm nhận được đó là sự trân trọng giữ gìn của những người dân Phú Lương. Phú Lương chúng tôi có được ngày hôm nay trước hết là nhờ các cái bậc tiền nhân tiền bối có cái công để xây dựng trước. Sau khi đất nước đang giải phóng thì được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng, nhận được cả cấp, đặc biệt là cán bộ và dân dân thôn chúng tôi có một cái tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, cộng với là cái sự là giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình của bà con sống xa quê. Đặc biệt thôn chúng tôi có một cái
rất là quý báu. Ở chỗ là làng chúng tôi thì gồm có 9 hộ, nhưng mà lấy đồng khai canh. Từ cái chỗ này mà có cái tinh thần gắn bó keo sơn cùng nhau ở trong trung làng cũng như bà con sơn cha, cái sự lao động cần cù của dân chúng tôi rất tích cực, cho nên là kể cả cái mặt mà giữ gìn và bảo vệ các cái di sản văn hóa của thôn nha, đồng thời là những cái đời sống kể cả tinh thần vật chất càng ngày càng được đi lên. Nhìn đàn con trẻ hôm nay đang tung tăng nô đùa mới thấy hết giá trị của những ngày qua. Với truyền thống vốn có, người Phú Lương luôn lấy chuyện học làm trọng. Dù cực nhọc vất vả đến đâu, mọi người đều cố gắng cho con cháu đến trường, đến lớp. Hiện nay, có nhiều con dân trong làng thành đạt. Mỗi kỳ hội làng, dỗ chạp lại tụ tập về đây, có dịp gặp gỡ, thăm viếng lẫn nhau. Trong ký ức của tôi thì hồi nhỏ mẹ tôi hay kể về làng Phú Lương Chợ Cầu. Đó là một cái làng ngoài ô thành phố, một cái vùng quê rất là yên ả, hội đủ các cái yếu tố của một cái làng quê văn hóa của Việt Nam, của Thừa Thiên Huế. Làng Phú Lương có truyền thống lâu đời như vậy và trải qua nhiều cái biến cố của lịch sử, đặc biệt là chiến tranh, trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì nơi đây cũng bị tàn phá rất là nặng nề. Sau năm 1975 hòa bình lập lại thì làng Phú Lương Chợ Cầu đã được khôi phục dần từng bước, và đến nay có thể nói một bộ mặt làng quê được khang trang đẹp đẽ. Trong tương lai không xa, làng Phú Lương Chợ Cầu cũng như nhiều làng quê khác của Thừa Thiên Huế sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phát huy cái truyền thống văn hóa của làng để xứng đáng là một cái làng quê tiêu biểu. Và bản thân tôi cũng rất tự hào khi nói đến mình là người con dân của làng Phú Lương Chợ Cầu. Mặc dù là một làng nông thuần phát, nhưng người dân Phú Lương siêng năng chăm làm, một nắng hai sương cày sâu cuốc bẫm, lại được thiên nhiên ưu đãi nên mảnh đất này càng chủ phú phát đạt như mong ước từ bao đời. Xưa nơi đây là vựa lúa chính cung cấp cho quan quân ở nội thành. Nay không chỉ trồng lúa, người dân Phú Lương còn tranh thủ canh tác đất vườn, tận dụng sân nhà để thâm canh tăng vụ, trồng thêm rau màu các loại. Giờ Phú Lương là vùng lúa, vùng rau chính của xã Quảng Thành và của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày nay trong làng, những hộ đói nghèo được hỗ trợ vốn và họ đã vươn lên đủ ăn đến giàu có. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Từ tư đến trên sở tôi mới vay được 10 triệu. Quá quá trình vay vốn thì phụ nữ thì chăn nuôi, còn bên nông dân thì các cái chính khác nông dân thì vay vốn làm máy móc các thứ công cụ để mà phục vụ cho sản xuất. Thì quá quá trình vay vốn thì có thêm nguồn vốn của các kinh hỗ trợ thì là gia đình là quyết tâm làm ăn và sử dụng đồng vốn đúng hợp, đúng cách và đúng việc làm. Cho nên hằng trả lời sau một thời gian từ chuyển tư gia đình này thì gia đình là đã sắm sửa, đã làm, đã xây nhà là tương đối ổn định và sắm sửa những cái trang thiết bị, con cái thì càng ngày càng lớn và được đều đi học cả. Thời xưa thì sinh tôi ra thì cũng là cực khổ quá, chứ giờ nước đưa lên thì con cậu được sum vầy ăn học được đầy đủ thì tôi cũng là rất mừng. Người dân Phú Lương không chỉ chung lưng gánh vác trong lao động đời thường, họ còn xem trọng tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, luôn đùm bọc chở che khi thiên tai hoạn nạn. Dù không cùng huyết thống dòng họ, nhưng con dân trong làng vẫn luôn xem nhau như là ruột thịt. Những năm gần đây thì Phú Lương đã có được phát triển tương đối tốt đẹp. Cái mũi nhọn về kinh tế của Phú Lương là sản xuất nông nghiệp. Trước đây vào năm 2000 thì cái tỷ lệ bình quân GDP thu nhập trên đầu người của làng Phú Lương khoảng 3,8 triệu trên một đầu người một năm. Nhưng mà so sánh với năm 2002 thì đến nay chúng tôi đã thống kê được là cái GDP bình quân phát triển của Phú Lương là đã tới 4,2 triệu trên đầu người trong năm.
cái tỷ lệ hộ nghèo của năm 2000 thì đã chiếm 12%, nhưng đến nay thì tỷ lệ hộ nghèo đã còn lại 8%. Cái tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của làng Phú Lương thì cũng đã đảm bảo ổn định và phát triển tương đối khá tốt. Những năm gần đây thì ngoài cái việc sản xuất nông nghiệp, bà con của làng Phú Lương còn phát triển cái nghề chăn nuôi cũng đang phát triển tốt, rồi là cải tạo vườn rau trở thành cái vườn rau xanh, các cái dịch vụ mở rộng trên địa bàn làng, và đặc biệt thì năm gần đây cái chợ cầu của ngày xưa đã được khôi phục và phát triển tương đối khá tốt. Bao đêm người dân Phú Lương hòa vui trong câu hò tiếng hát. Những buổi hò dã dạo thâu đêm không còn nữa, mà nay những điệu hò lời ca lại ngân vang trong buổi tụ họp đông vui của bà con đi dự sinh hoạt câu lạc bộ hay biểu diễn văn nghệ. Họ đến đây không chỉ bàn về cách sản xuất giống lúa, giống rau, chuyện làng, chuyện nước, mà họ còn tham gia biểu diễn để quên đi những vất vả đời thường, và ngày mai họ lại hăng hái ra đồng. Phú Lương văn họ toàn sông, tấm lòng lạc thiền cầu mong an bình. Lời khen liền tặng thôn minh, toàn dân ưu ái chân tình hiểu trung. Một lòng theo đảng đến cùng, tấm nó hạnh phúc ta cùng tiến lên. Một ngày mới bắt đầu trên làng quê Phú Lương. Khi chợ chiều chưa họp, khoảnh chợ làng núp dưới bóng hai cây xanh thành sân chơi của trẻ nhỏ. Những quán hàng rong, những bát nước chè xanh làm mát lòng người dân ra đồng dừng lại nghỉ chân hay lỡ chuyến đò ngang. Hai cây xanh ở đầu làng có từ bao giờ, trải qua bao đời càng xum xuê xanh tốt. Cuối làng có cây bàng cổ thụ tồn tại như một chứng nhân lịch sử, cùng với hai cây xanh đình chợ là những điểm mốc của làng mà có lẽ đối với bất kỳ người dân Phú Lương nào không thể quên khi nhớ về làng quê của mình. Một đêm trăng rằm trên làng quê Phú Lương, một đêm hoa đăng trôi đầy con sông Bồ, người dân Phú Lương vẫn luôn mơ ước cuộc sống yên bình, mưa thuận gió hòa như những ánh hoa đăng trên sông lúc này. Họ gửi lời nguyện ước của mình theo từng cánh hoa đăng, san sẻ chút tình quê đi muôn nơi theo dòng nước, để mong sao Phú Lương mãi là làng quê hiền hòa chủ phú, và là mảnh đất của nỗi nhớ, niềm thương.